Ê, ba đang ngồi ngoài đèn sân chiên lại cái mấy cái chả giò. Từ hôm qua mình đã chiên, hồi tối hôm qua mình chiên chiên sơ hết rồi hả? Ấm em lại, ấm em lại. Qua chiên sơ hết rồi cả nhà. Đây nè, qua chiên sơ nó vàng vàng như vậy hết rồi. Đó, bây giờ sẽ chiên giòn lại. Chiên chín lại với chiên giòn luôn. Còn con trên ghế. Ý, con chim con coi chừng nó bay vô cái chảo dầu của anh đó. Vô cả. Vô. Hôm nay mấy con chim này nó nở ra cả nhà. Ở đây nó có ổ chim á cả nhà. Ở đây nè. Cho mọi người coi. Đây là ổ chim nè. Đây rồi, đó nó mới bay ra. Hai chim con mới bay ra. Ờ, còn một trứng trong kia nữa kìa. Trứng nó hư rồi. Nè, bây giờ thấy hai con à. Bây giờ thấy con chim không? Đây là đụt mắt mày hết rồi. Còn con chồng hả? Mới nhảy ăn con đó kìa. Ba con. Ba con. Còn một cái trứng nữa, còn một cái trứng chưa nở nè. Con người thấy. Ba nó được trứng còn. Dạ, trứng hư rồi. Để nó để cái chảo để nó vô ra lại. Ừ. Đi con đứng rồi. Xong, để xin đó. À, bay bên kia rồi kìa. Ô con nó mạnh ha. Ba con bay được hết á. Ừ. Kìa nó lọt kìa, nó lên kìa, chuẩn bị lên kìa mọi người. Nè, nó chuẩn bị bay lên. Để đứng xa xa kìa cho nó bay. Nó nằm trong cái chảo. Vậy được ba con. Rồi, chuẩn bị để 4 trứng vậy. 4 trứng? Còn 1 trứng nhỏ. Hốt 2. Nó chưa mẹ rồi, đang kêu đó. Ừ. Thì nay mai là nó đẻ gì mốt nó đẻ nữa rồi con muốn về làm tổ đẻ tiếp nữa rồi con chưa giấu ở đây con cái tuổi rồi đây nè đó con chim nè nó đứng ngay đây nè nó xa quá cái máy này không có zoom lại được máy này mà zoom lại được zoom cho mọi người coi nó đi kiếm ăn rồi nó bắt được con sâu rồi. Mà chim cha chim mẹ cũng nhỏ xíu con à. Đấy à. Cái đó bự hơn chú cậy thôi. Ừ. Con này chim mẹ nè. Kìa, chim mẹ kìa. Ồ nó vậy đã đem đồ ăn gì cho con nó đó. Ừ. Ngồi nó về lúc cho ăn hoài á. Ừ. Có con chim con ở trong kia kêu kìa. Ở trong đây cũng có một con chim con nó kêu nè. Ok. Ơi đó nè con chim non nè. Con chim non kêu nè. À, hả? Vậy? Chào. Chào. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nhé. Trời ngày hôm nay con mắt nó đỏ ngầu luôn, khó chịu quá. Nhìn không thấy luôn á trời. Em nhìn không thấy em trong cái camera luôn á. Con mắt của em đó kiểu là nó giống như là bị dị ứng với sữa. Khi mà em muốn sữa cái bắt đầu em bị đổ gàng. Đổ gàng bắt đầu ngứa đổ gàng. Bây giờ em dụi quá trời, giờ con mắt của em nhìn không rõ luôn mọi người. Em nhìn vô camera mà em nhìn không thấy cái mặt em luôn á. Giờ em đưa sát như vậy em cũng không thấy con mắt của em luôn, nó kiểu nó mờ luôn cả nhà, chắc nó bị chạy đi giác mạc hay sao á. Nhìn ở ngoài này thì em thấy mờ mờ là làng, nhưng mà nhìn vô camera nhỏ nhỏ như thế này thì em nhìn không thấy được con mắt của em trong cái camera luôn á. Giống như mấy người bị cận thị á cả nhà. Bây giờ thì em sẽ chở em Lì đi rước anh hai đi học về, xong rồi đi ghé Costco mua chút xíu đồ mọi người. Nè các bạn thấy không? Ngứa lắm, nó ngứa cái lỗ gàng á, nó ngứa nó khó chịu. À, giờ nhìn vô camera là không thấy luôn á. Chắc kiểu này phải đi khám mắt mới được, khó chịu quá. Ờ, hôm nay quất hai cái má hồng quá trời. Quá trời đậm. Để mở kệ đi, chuyện hao, lát ra ngoài cái nó lợp bớt. Rồi, thôi đi nghe cô chú ơi. Đi nghe cô chú ơi.
vẫn không nhìn vô được camera nha. Ơi ơi chị nhỏ là quá trời la. Ok đi nè con ơi. Rồi hai cô chú đi con. Em đi học về vui không? Vui hả? Rồi chơi với em nha. Ba đâu rồi? Ba đi làm rồi. Ba đi làm. Ba nói sao? Hả? Ba nói sao? Ba nói là ba đi làm chiều ba về. Rồi thôi chơi với em thì chơi với em được ok. Rồi đi nè. Rồi hai mẹ con đã tới chợ rồi nha. Đi nha. Bây giờ đi vô chợ. Cái cô này á hả? Không có ai trên xe là cô cũng khóc nữa nha. Cái hồi nãy anh hai nó đi học về, cái anh hai lên xe bắt đầu nó mới nói chuyện. Nói chuyện quá trời nói chuyện. Bả. Bữa nay giỏi lắm. Em hồi sáng em dậy, hồi tối em thức trễ 1 giờ mới ngủ. Cái sáng là 7 giờ 6 mấy thức chuẩn bị đưa anh hai đi học. Cho nên hơi bị mệt á. Rồi cái xong cái em ngủ, em nằm ngủ lại, cái em bông vòng lại, cái xong cái để cho chỉ bò vòng trong nhà vậy đó, mà chơi em ngủ tới 11 giờ mới dậy luôn, 11 giờ mới dậy nổi luôn. Nhưng mà trong lúc đó thì nó chơi với em, vẫn lại nắm đầu nắm cổ rồi kêu cái xong cái em cũng dòm nó, kiểu mình ngủ chút xíu mình giật mình dậy, ngủ chút xíu mình giật mình dậy á. Kéo cái xe đi con. Đây là cái thẻ rồi. Kéo cái xe đó đi. Cái xe đó đó. Đi, đi vô con. Đi để tới đi, để tới luôn, tới để trước mẹ đi. Ồ, hôm nay mấy cái thùng đựng đồ nó giảm giá nè, hai một thác ba cái qua đây anh đi ơi, một thác ba cái 14 đồng cái thùng này cả nhà, thùng này đựng đồ êm lắm mọi người. 14, 17 đồng vẫn còn 14 đồng. 14 đồng 3 cái. Bữa trước mình coi cái thùng này là 87 đồng hay 8 đồng nhiều một cái. Thùng kia thùng màu vàng. Để đựng đồ mà đem kiểu mà mình dời nhà cái thùng mình cũng ok. Hôm nay cái món nào cũng có giảm hết trơn nè. Thuốc bổ nè, các bạn thấy mấy cái màu vàng gạch đó là tất nhiên là giảm hết luôn á. Có cái giảm 7 đồng, có cái 4 đồng, có cái 3 đồng. Giá nó có nhiều loại, giá nó đã rẻ rồi mà giảm nữa thì nó còn rẻ hơn nữa. Collagen bữa nay có 11 đồng bình kìa. Mình chắc mình mua cái thùng này, mua 3 thùng này. Để về mình để đồ rẻ. Tính ra có 5 đồng thùng mà. Đây sợ ba. À, ba kìa. Rồi đi, để em đi nè. Cái này là cái máy lạnh mini. Vitamin nhà nhiều cho nên bữa nay mình không có nhu cầu mua vitamin nha. Oil fit bữa nay giảm khoảng 15 đồng mấy. Collagen hôm nay giảm khoảng 30 đồng, 39 đồng giảm khoảng 30 đồng, giảm tới 10 đồng luôn. Giảm nhiều quá. Sofa, ghế. Hi ma'am, how are you? I'm good, how are you? Have a nice day. Yeah, you too.
mấy người đó họ bán điện thoại mà bán kèm luôn cái sim á cả nhà. Góp á, kiểu bán góp á. Nè, cái này là bằng ủi, ủi hơi mà ủi đứng nè, ủi đứng như vậy nè. Để coi giá bao nhiêu nha. Cái mẫu dễ thương ha. Mẫu dễ thương ha. 49 đồng, gần 50 đồng. Giảm còn 39 đồng. Đi coi, go coi, go. Thì mình chảy, chảy điện. Mấy bụi nè, mấy không bụi 300 mấy, 400 mấy giảm còn 300 mấy. Giảm cái 100 đồng luôn ha. Bữa nay giảm mạnh dữ ta. Vinamix, cái máy của cái hiệu này sợi bền lắm mà máy chạy khỏe lắm nha. Máy chạy mạnh lắm nha. Xay sinh tố rồi êm, bỏ mấy cái trái cây đông đá mà xay gù gù gù. Hay còn 301. Cái máy đánh trứng này cũng còn 301. Đi coi, đi tới không? Ngồi đầu cơm. Đây, Starbucks 31 đồng một thùng. Này là cà phê bột. Có cái phá tài nữa kìa. Để không? Để tới luôn, tới luôn, tới. Cái phá tài. Thằng phá tài hay thằng tài ta? Lucky Bumble là măng. Cái măng may mắn hả? Ồ, có bông bụp nữa nè cả nhà. Có bông bụp nè. Cái này là bông bụp nè. Thấy không? Lá của bông bụp ạ. Để coi bụp này bụp gì ta. Không thể bông hả? Lan. Nó lá cứng nha. Ủa, cái gì á? Đồ chơi hả? Đồ chơi. Thôi, mắc tiền lắm con. Nó tới bây giờ 90 đồng luôn á. 90 đồng một cái là mắc. Đi. Lò nướng vừa ga vừa điện vừa ga nè, nó ăn được luôn mà 700 mấy mắc quá, 700 mấy luôn. Có cái nhà tắm mà, cái nhà tắm 50 đồng, 49 đồng mà coi như 50. Để qua đây coi thử rồi có cái giá của mấy cái đồ chơi nè. Này đồ chơi dành cho mấy đứa nít, cái kiểu nó chạy tắm mùa hè đó, mình để ngoài sân nó cho nó tắm á. Nhà banh này bữa Nhi nó đang địa phái tính mua nè, 300 mấy nè. À, trong đây 300 mấy. Bữa qua mạc có giảm mà bữa nay ở đây không có giảm. Này áo phao. Áo phao 19 đồng. Đi xuống quầy đồ ăn, mẹ mua đồ ăn. Đi xuống đây. Ơi. Ồ, bộ bàn đẹp quá cả nhà. 1,2268 ghế. 1,299 đồng. Cái bộ bàn này hình như xếp lại được mà. Muốn bò mẹ. Con có đẩy xe được không mà đập bọc. Đẩy em đi. Đẩy em đi chơi đi nè. Đi qua đây mẹ mua
bịch rác á. Bò với thịt gà ở nhà còn nhiều quá, để ăn cho hết rồi mới mua tiếp, để chất đầy đủ chứ. Hồi tôi rồi là đi chợ hết 4-5 ngày đi chợ luôn, mua quá trời mua để trong nhà. Này nho, bên đây có cho thử đồ ăn, biết thử thử món gì em. Bia, quầy này quầy bia. Ừ, bánh này cả nhà. Bánh này bánh mì gì nè. Chín rồi. Ờ để đi đi. Ừ. Để đi đi. Con để xuống là mất cái xe của em đó. Bây giờ con muốn sao? Con muốn giục cái xe đó xuống không? Chứ sao? Hả? Sao nói mẹ nghe coi. Xe của em, đúng không? Để nó đi, để xuống đất mất. Nghe chưa? Cái hộp bánh này 12 đồng. Cái bánh này là 13 đồng. Rồi đẩy cái xe đi con. Giúp lắm. Túi 150 mấy. Rồi hôm nay mua Ziploc thùng đựng rác với bạc. Cái đó cái gì? Cái này giấy này giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh dặn chùi tay trong mấy cái nhà tiệm á, hoặc mấy nhà hàng nữa. Cái khay này là khay đựng BBQ nè. Cái mùa này là bắt đầu họ bán cái này nhiều nè, tại vì người ta nấu ăn để người ta ra ngoài sân ra chơi á, ăn xong cái đầu cái là giục luôn, xài xong giục luôn khỏi rửa. Cái này gì đây? Này cái miếng lót. Miếng lót để chống trơn trượt. Với nó làm sạch cái tủ, nó mới dơ cái tủ. Cái này. Ủa, cái này là gói đồ ăn mà. Ờ, giấy bạc bên đây. Lộn địa chỉ ở bên này. Cái này gói thực phẩm, giấy bạc nè. Hộp này 30 đồng. Hai cuộn này thì 14 đồng 69. Hai cuộn này là 14 đồng 69. Còn hai cuộn này là 22 đồng. Rồi, cái cuộn này 13 đồng. Kéo em lại hay gì vậy? Kéo em lại kìa. Cái này. Ờ, phôi này phôi giấy chứ không phải là phôi xé. 13 đồng. Thôi chắc mình lấy cái cuộn phôi xé này quá. Dạ, dạ, gì? Thường thì mình sẽ hay xài cái cuộn như thế này. Nó vừa gọn vừa ngắn. Để nướng trong cái lò nhỏ thôi à. Ờ, sao con? Rồi, ok, go. Go, xong rồi. Giờ đi ra ăn bánh, đi. Đi ra ngoài ăn bánh nha. Nha. Đi ngoài mẹ cho ăn bánh nha, ăn kem nha. Ăn kem với ăn pizza ha, này ha. Ok. Henry, nghe mày nói không? Hả? Là mày biểu cái gì vậy? Lại đây. Đứng đây. Hả? Chocolate animal hả? Đi kiếm coi có chocolate animal không? Đi. Hả? Đi kiếm. Đi chơi với mẹ không có wow guy nha. Thái độ gì đó. Thái độ gì?
Thái độ này thái độ gì? Không. Thái độ là không có mua cho đâu mẹ. Có thái độ mẹ không? Không mà, không mẹ đi kiếm đi. Wow. Cái đường lại hôm nay nó đông dữ ta. Hôm nay giữa tuần mà cũng đông quá ha. Yeah. Thử chocolate kìa. Đó. Không phải chocolate animal mà. Không không có animal, chỉ có chocolate thôi nè, lấy đi. Thử bánh họ cho thử mấy những sản phẩm mới, họ đặt những cái quầy hàng gì để thử giới thiệu sản phẩm. Thấy vậy mà cũng quớt lắm nghe đó nha. Có nhiều khi người ta ăn người ta thấy ngon rồi mua. Em bé ăn thử này đó nha. Ăn thử thì bột khô. Đây con, ăn thử thịt bò khô của bà giới thiệu hả? Ngon không con? Ừ, có rồi cho chị ăn là bắt đầu chị nó không có quậy rồi, chúng ta chị quậy kiếm chuyện biết à. Please begin scanning. You have me check for 1, 2, 3, 4. Credit, $3, $22. And the baby? Yeah. Bây giờ mình mua 3 món. Một ly cà phê giống như phê đá vậy đó. Cà phê mà say, sinh tố phê cà phê vậy đó. Không biết gọi là gì, không biết nữa. Go from layer gì nè. Với một cái hot dog với một cái kem. Một ly kem 7 đồng 40 mấy. Ok, bây giờ mình sẽ tính tiền ha. Ô bé ăn bé nói chuyện quá trời vậy nè. Ok ok, đi đi đi, get line lấy bánh đi. Đứng đây. Xích tới. Số của mình là số mấy? Đọc quay số mấy? Xích vô. Xích vô. Con. Đi lấy cái chắp. Thôi. Thôi ăn đi. Rồi rồi ăn đi. Xé cái bọc ra. Đó, rồi ăn đi. Rồi lát lấy khúc ra. Ừ, để mình đi lấy cái muỗng cho nha. Lấy muỗng muốn livestream à. Cái này giống như coffee mà. Cái đó là chocolate chứ không phải coffee. À, đây, đi,
em bé lên nè, em bé ăn nè, ăn ké với anh hai nè. Anh hai có một khúc mà khúc qua cho ăn nè, cạp luôn hả? Hai gì ăn gì? Cái này ở xe xài ăn vậy đó hả? Mới đi học về cho nên đói cô chú. Em nhỏ cũng ăn đó nè, em nhỏ cũng được một phút cạp cạp nè. Ngon không con? Ngon không? Không mà không ngon hả? À? Ở đây làm dở quá hả? À? Ơi đây làm dở, cái gì cũng lắc đầu vậy. Ngon không con? Cái gì bên này nè? Không hả? À? Không, không ngon hả? À? Ở bà lắc đầu. Dở quá dở mẹ ơi. Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Ừ, uống đi. Dạ. Nay mình ai say thì hơn là ít giấm mì xí. Đúng, đúng. Emily. Hai cô đi về, hai cô ăn xong hai cô về rồi. Ăn giỏi đi, không ăn giỏi đi. Rồi em nhìn con nè. Mâm mâm đi, bé mâm mâm đi. Âm. Âm đi âm, đúng rồi, âm. Đúng rồi, âm. No à. No. Thanh đi lại lấy cái hút cho mẹ ăn đi. No hút mẹ. Đó ngay cái chỗ cái spoon đó. Nghe cái spoon có ngon hút. Có không? Có mà. Lại ôm em đi, mày lại lấy hút. Bỏ cái muỗng xuống ôm em đàng hoàng, ôm đàng hoàng, hai tay ôm. Đúng rồi. Ngon ha. Hả? Nhâm hả? Uống được hai cái luôn. Mua một ly này. Với cái dĩa bánh này, nó cho luôn cái ly thuốc đồng hoàng. À, em biết rồi. Mua đồ ăn là sẽ có một ly thuốc. Cái này là một bộ của nó nè. Vì mà nói vậy em lại tưởng là mua cái bánh không. Tính ra cái bánh nó hai một đồng mấy, một đồng mấy mà có luôn cái khúc thì cũng rẻ, không có mắc nữa nha. Để coi có review chút. Còn ly này của em hai đồng mấy, ly này cũng hai đồng mấy. Nãy giờ giận em á. Giờ hết giận rồi. Ăn đi đâu. Kinh nữa kìa. Hả? Giỏi quá trời luôn. Ăn hết cái bánh luôn. Chứ ở nhà thường là bánh mì vậy là không ăn hết đâu. Cô này cũng được khúc nè. Giờ mới lắc lại. Không hả? Không, không. Vậy lần sau mẹ biết rồi, mẹ mua cái bánh này là con được cái ly này. Vậy lần sau là mình mua cái này thôi, mình khỏi mua ice cream thôi, ok? Mình mua ice cream là hơi bị nhiều, biết chưa? Biết không? 7 đồng. 20 đồng mẹ. 20 đồng mà 7 đồng mà. Rồi đây,
Mẹ con về tới rồi đây. Cô chú coi. Tóc em mà lì nè. Nó ngồi trong cái xe có chút xíu mà nó nóng, nó chảy mồ hôi nè. Mọi người thấy dính nè. Dính bệnh. Ủa qua con baby shark đâu ta? Ở trong hộp. Nào? Đâu đâu lấy lại cho mẹ, đâu coi. Con baby shark hôm qua mẹ mới mua cho em đâu. Đây, đưa đây. Ờ à, đúng rồi đó. Đưa cho em chơi. Ping pong. Đó, ping pong. Cưng cho tội nghiệp á. Nhìn thấy em đi theo mẹ thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà cũng phải đi, đi vì cho quen. Ừ, chứ giống như hồi xưa à, cưng anh hai quá, để anh hai ngày với anh hai bị tự kỷ luôn. Để cho em đi ra ngoài vậy cho em quen. Cho em giỏi ha. Em thấy người em không sợ ha. Ha. Giỏi quá vậy em. Đổ mồ hôi chứ. Ý là có quạt, có máy lạnh tà lưa hết trơn. Vậy mà cũng đổ mồ hôi hột rồi nè, cái lưng. Cưng quá à. Anh hai no chưa anh hai? Dạ. Rồi có cảm ơn mẹ chưa? Quay qua, khoanh tay lại. Cảm ơn mẹ à. Thôi góp mẹ gì? Góp mẹ gì đó? Mẹ mua gì cho ăn á? Lớn lên. Với gì nữa? Hot dog. Hả? Coca. Hot dog nữa. Có hot dog không? À, đó. Em bé cũng ké được khúc khúc xúc xích. Ăn hết trơn luôn cô chú. Ăn hết luôn. Không có bỏ. Đó. Trời ơi chân mình. Trời ơi chân mình. Chân mình. Quá trời quá đất hồi để em gà em lấy hai hai người nước vô để thôi nó tan đá. Trời ơi dị ứng quá, hai con mắt muốn chết luôn cô chú ơi. Ngứa móc muốn lòi hai con mắt ra luôn. Em nói thiệt chứ em ân hận khi mà em giao cho cái thằng thợ cắt tóc nó cắt cái máy của em xong nó hư luôn. Cái mình cứ lấy thêm tóc mình cắt cái cuối cùng bây giờ nó lỡ cỡ nó lửng cửng. Bây giờ gán dưỡng cái máy lại cho nó dài xong mà cột. Mà nó mới có được có nhiêu đây à? Rồi cô chú coi nè. Mới được có nhiêu đây à? Rồi làm sao? Nó lỡ cỡ gì nè. Chọt vô con mắt. Trời ơi nó khó chịu. Cái mặt của em thì không có để tóc mái được. Để tóc mái nhìn nó ngố ngố này nó sao sao thì nó kỳ lắm, nó không có hợp với khuôn mặt. Chỉ có để 73 thôi à. Để 73 thôi chứ còn để tóc kiểu gì nè, thì nhìn kỳ lắm. Giờ gắn dưỡng dài. Thiệt đó chứ. Hối hận cắt hai lần, ba lần. Lần nào cũng vậy chứ xấu không đẹp, không bao giờ đẹp. Để mái không bao giờ đẹp luôn. Tại vì em sợ là để 73 cái sợ mình để lâu quá một ngôi á thì nó bị hối. Cái đổi kiểu, giống như mình đổi kiểu để cho nó đừng bị hối mà tới cùng nó xấu, nó không hối mà nó xấu. Trời ơi, số đau số đớn luôn cho nên bây giờ phải dùng cái kẹp này kẹp lên. Kẹp lên để định hình cái tóc lại. Rồi một phần là lúc có bầu con bé này nè, bị rụng tóc á cả nhà. Nè, cả nhà thấy cái tóc con em không? Nè, lên nè. Lên chỉ giống như gai nhím vậy nè, đó, lên như nè. Cho nên khi mà em kẹp lên cái nó phúng hai cái này giống như hai cái sừng mắc cười cũng chết rồi. Ra tóc con, mà nó ra tóc con gì cũng mừng á, chứ rụng quá cả nhà. Nè, mọi người thấy không? Ra được nhiêu đây nè. Cũng 4 5 tháng à, cũng nhiêu ta, trước có bầu. Ủa lộn, trước đẻ là chắc cũng cả năm rồi đó. Một năm rồi mới được bao nhiêu đây. Nó dài được bao nhiêu đây. Ráng dưỡng lại. Bây giờ người ta nói cái ăn cái tóc là gốc con người. Cắt cái đầu xấu là cái mặt xấu liền đó. Giờ mẹ con về tới nhà này. Đây. Cô bé nhỏ đang ngồi đây đó. Về tới nhà là thích lắm. Lọ mọ được đi vòng. Còn ở trên đi ra ngoài đường là chỉ nằm trên xe thôi. Không có bò, không có phá được. Cho nên không có thích lắm đâu. Cấp trước thì còn phái đi ra ngoài đường ngồi trên xe ngó trời ngó đất, chứ còn bây giờ là lên xe là la làng không thích à. Rồi thôi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của mẹ con em ngày hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye bye Henry ơi. Bye cô chú được con. Quay qua bye cô chú cái rồi chơi nữa. Nói sao. Bye cô chú. Rồi. Càng lớn thì mấy đứa nít bên đây nó lại càng kiểu nó rụt rè. Nó không có thích giao tiếp hoặc nói chuyện với người ngoài.
lùi lắm mọi người, kiểu gì á. Rồi cảm ơn cả nhà, bye bye.